Bạn đã tiến hành đăng ký thành công tài khoản Google AdSense thông qua chương trình kiếm tiền của YouTube với Google AdSense. Và như vậy thì chúng ta trong quá trình tiến hành làm kiếm tiền thì mình sẽ tạo ra rất nhiều channel bằng rất nhiều email khác nhau. Và như vậy thì không phải là lúc nào thì các bạn cũng sẽ tiến hành là đăng ký một tài khoản AdSense riêng, và chúng ta sẽ tận dụng là sử dụng tài khoản Google AdSense của một tài khoản ban đầu. Sau đó thì mỗi một lần các bạn tạo một email mới, tạo một channel trong email mới thì chúng ta sẽ kết nối giữa tài khoản Google AdSense cũ với cả channel mà chúng ta mới tạo ra. Và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn thao tác để chúng ta có thể kết nối được tài khoản Google AdSense cũ với tài khoản YouTube channel mới. Và việc đầu tiên thì bây giờ các bạn sẽ đăng nhập vào. Chúng ta có thể sử dụng một email mới.